Đây thì em làm cái video để mà hướng dẫn cách vận hành xe. Thứ nhất đó là mình sẽ mở công tắc lên, trên đồng hồ tích lô sẽ hiển thị. Rồi cái đầu tiên đó là báo bình, cái thứ hai là báo lỗi, cái thứ ba là nhiệt độ, cái thứ tư là cảm biến ghế, cái thứ năm là phanh tay, cái thứ sáu này á là cái dây an toàn. Khi này hiện tại là em đang kéo phanh tay, em đang ngồi trên ghế luôn, khi mà em rời khỏi ghế, đèn báo ghế nó sẽ hiển thị. Và khi cái đèn ghế này nó hiển thị á, thì tất cả các cái thao tác cũng như là nghiêng ngã hoặc là nâng ngã không hoạt động được. Đó. Khi mà mình không ngồi trên ghế mà mình thao tác nâng hạ nâng thì cái đèn lỗi báo lỗi đèn thứ hai này nó sẽ hiển thị. Đó. Khi mình ngồi lên ghế đèn sẽ mất và tất cả các thao tác mình sẽ làm được. Còn về trên màn hình nó sẽ có hiển thị chữ F. Chữ F đó là khi mình đang mở cái chế độ S ở trên cái điều chỉnh tốc độ của xe. S sẽ là mức thấp nhất và E sẽ là mức trung bình, đối với B sẽ là mức cao nhất. Đấy, khi mà mình điều chỉnh về mức B rồi thì trên màn hình nó sẽ hiển thị là chữ B và hiển thị số km giờ và cái số giờ sử dụng. Số giờ sử dụng đây 7 giờ. Về đây là cái nút khẩn cấp, khi mà mình tắt cái nút này tất cả hệ thống điện sẽ mất, mặc dù mình vẫn còn đang mở chìa khóa vẫn đang mở. Đó. Còn để mở lại mình phải xoay, trên nút này nó sẽ có cái mũi tên xoay, mình xoay theo chiều mũi tên. Đó. Là màn hình tích lô sẽ quay về vị trí cũ. Đây nó sẽ có đèn, đèn xi nhan mình gạt xuống này. Trái bên phải nó sẽ sang và đẩy lên, hàng bên phải bên trái nó sẽ xuống. Còn để về mặt đèn mình sẽ xoay cái nút đèn thôi. Rồi còn về phần ghế, phần ghế ở đây mình nó sẽ có một cái điều chỉnh cái độ nhún của ghế khi mình kéo xuống gạt xuống. Đến khi mà mình không còn gặp được nè. Đó. Và cái độ nhúng của ghế nó sẽ rất là cao, nhúng nhiều khi mình kéo lên lại. Độ ghế sẽ bị hạn chế. Còn về cái đây là điều chỉnh ghế. Điều chỉnh ghế tùy theo cái mình người tài xế ngồi cho nó thoải mái. Đây là điều chỉnh cái độ nghiêng ngửa của ghế, kéo lên ngã ghế ra sau, thả lên trước, khi nào mà nó mình cảm thấy thoải mái nhất thì mình thả ra, nó sẽ giữ lại. Còn về tay đồ để tay đây này, khi mà mình xoay cái nút như thế này nó sẽ giảm cái độ nghiêng của cái nơi để tay xuống. Giờ thêm mình xoay ngược lại, cái độ giữ của cái tay nó sẽ cao hơn. Mình sẽ chỉnh như thế nào để cho nó vừa với cái tư thế mình ngồi thoải mái nhất. Còn đây là cái phần bình ắc quy. Về vấn đề châm nước, châm nước bình thì mình không cần phải lấy cả bộ bình ắc quy ra, nhưng mà sẽ có một cái đường ống dây mình sẽ cắm vào bình rồi mình xả nước, nó sẽ chia đều cho tất cả các cell bình cho đến khi đầy, rồi mình sẽ khóa nước lại. Đây sẽ là một cái dắt giữa bình ắc quy với hệ thống điện. Đấy, khi mình rút ra thì hệ thống điện trên xe nó sẽ không hoạt động, khi mình cắm vào lại sẽ cấp điện.
Còn mình để mở thì đây nó sẽ có một cái rẫy, mình mở ra. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách sạc điện. Đối với cái dòng xe này thì nó xài điện. Mà để sạc một cái quy trình sạc bình nó sẽ là đây, có dây chắc cắm để vào bình ắc quy đây. Mình sẽ rút dắt của bình ắc quy ra đây, rút dắt của bình ắc quy ra, và trên bộ sạc nó sẽ có một cái rắc, và nó sẽ có một cái này gần như là cái để mà mình không phải cắm nhầm, nếu cắm nhầm nó không vào. Và trên bình ắc quy cũng sẽ có, quy trình sạc là mình sẽ cắm dắt vào bình ắc quy trước, rồi sau đó mình sẽ cấp điện cho bộ sạc. Tiếp theo nữa là sau một cái bộ sạc nó sẽ có một cái CB. Khi mà mình nó đang ở chế độ off, mình sẽ mở CB lên khi mình đã cấp điện. Và đây là khi mà mình đã mở CB, nó bắt đầu sạc. Nó sẽ hiển thị volt, ampere và thời gian sạc. Còn đối với cái bộ sạc này thì nó sẽ có hai đoạn phóng tự động ngắt khi đầy pin, và khi đầy thì nó sẽ tự động ngắt. Khi đầy là nó đang vào cái sạc điện này, và nếu mà không vào cái đèn này nó sẽ chuyển sang màu cam, nó bao gồm. Còn khi mình đã khi mà mình sạc xong, mình sẽ cúp đi cái CB, để khi mà mình rút cái dắt sạc này ra khỏi cái bình, nó sẽ không bị nghẹt điện và nó không làm ảnh hưởng đến cái bộ sạc của mình. Đó là cái quy trình sạc. Holy, lifting the future.